Tính từ ngày 1 tháng 10 đến nay, toàn thành phố Hồ Chí Minh có 20 chợ tại một số địa bàn đã kiểm soát được dịch, mở cửa hoạt động. Hầu hết các chợ này ưu tiên mở lại các ngành hàng thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô. Một số ít chợ mở thêm ngành hàng tiêu dùng, quần áo. Như vậy, nếu tính luôn 14 chợ tại Củ Chi, Cần Giờ không bị gián đoạn hoạt động trong suốt 4 tháng dịch COVID-19, hiện thành phố Hồ Chí Minh có 34 trong tổng số 234 chợ truyền thống hoạt động, bao gồm 7 chợ loại 1, 9 chợ loại 2, 18 chợ loại 3. Tùy theo diễn biến dịch COVID-19 và tình hình thực tế tại từng địa phương mà các quận huyện, thành phố Thủ Đức xem xét đẩy nhanh tiến độ khôi phục hoạt động kinh phân phối truyền thống để đảm bảo việc lưu thông phân phối hàng hóa, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Các chợ đầu mối cũng đang xây dựng phương án tổ chức hoạt động an toàn để mở dừng hoạt động bán buôn, thay vì chỉ tập kết trung chuyển hàng trong khuôn viên sân bãi chợ như hiện nay.